Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tính đến ngày 23 tháng 1, kỳ công bố báo cáo tài chính quý 4 2023 đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp báo lỗ. Không ít những cái tên trong số này đã thua lỗ triền miên trong nhiều quý vừa qua. Nhưng cũng không ít những cái tên gây bất ngờ. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Ở phía những cái tên thua lỗ triền miên, có thể kể đến công ty cổ phần vận tải biển và thương mại Phương Đông. Hiện Nosco cũng đang là công ty báo lỗ lớn nhất trong quý 4 2023. Với lợi nhuận âm 122 tỷ đồng, thực tế, doanh nghiệp này đã liên tục báo lỗ hàng trăm tỷ đồng trong 12 năm kể từ năm 2011 đến nay. Tại ngày 31 tháng 12, 2023, số lỗ lũy kế của doanh nghiệp này đã lên đến 5.062 tỷ đồng, vốn điều lệ chỉ ở mức 200,5 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 4.803 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn của doanh nghiệp được tài trợ bằng nợ vay. Trong nhóm lỗ triền miên, còn có thể kể nước giải khát Chương Dương với khoản lỗ trước thuế hơn 40 tỷ đồng. Trong quý 4 2023, doanh thu 39,4 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022 là nguyên nhân khiến công ty báo lỗ. Lũy kế năm 2023, nước giải khát Chương Dương ghi nhận 126 tỷ đồng doanh thu, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp này lỗ 119 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 49 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp công ty này báo lỗ và cũng là khoản lỗ lớn nhất kể từ khi niêm yết. Tại thời điểm 31 tháng 12, 2023, nước giải khát Chương Dương đã lỗ lũy kế 201 tỷ đồng, dù có vốn điều lệ của công ty chỉ ở mức 85 tỷ đồng, cùng khoản quỹ đầu tư phát triển 104,4 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp đã âm vốn chủ sở hữu 11,7 tỷ đồng. Một ví dụ khác có thể kể đến là BOT Cầu Thái Hà, khi doanh nghiệp này báo lỗ 19 tỷ đồng trong quý 4/2023. Đây là quý thứ 8 liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ. Lũy kế năm 2023, BOT Cầu Thái Hà ghi nhận doanh thu 44,7 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp này lỗ tổng cộng hơn 90 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 79,5 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp công ty này lỗ kể từ khi bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên Upcom. Tại thời điểm 31 tháng 12, 2023, BOT Cầu Thái Hà đã lỗ lũy kế tổng cộng 444 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty này ở mức 592,5 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu chỉ còn 148,5 tỷ đồng. Ngoài những cái tên đã nêu, một số công ty như VKC Holdings, Quốc tế Hoàng gia, Halico, Tập đoàn Tiến bộ là những cái tên cũng thường xuyên báo lỗ. Bạn có bất ngờ với những cái tên trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Bên cạnh những cái tên có truyền thống lỗ, cũng không ít doanh nghiệp bất ngờ báo lỗ trong quý 4/2023. Có thể kể đến như Nhiệt điện Hải Phòng với khoản lỗ lớn thứ hai tính đến ngày 23 tháng 1. Trong quý vừa qua, Nhiệt điện Hải Phòng báo lỗ sau thuế 115,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty này cũng lỗ hơn 32,5 tỷ đồng. EPS ở mức âm 231 đồng. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khoản lỗ này do sửa chữa tổ máy 1 hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 12/2023, nên chi phí này cũng được ghi nhận vào báo cáo tài chính quý 4/2023, 267 tỷ đồng. Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang cũng là một trường hợp gây bất ngờ như thế. Trong quý 4/2023, doanh nghiệp này đã báo lỗ 7 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên công ty này ghi nhận lợi nhuận âm trong năm 2023. Theo giải trình từ phía công ty, khoản lỗ quý 4/2023 tăng có hai nguyên nhân chính. Đầu tiên là thời tiết trong quý 4 với gió mạnh tại các tuyến Phú Quốc, Rạch Giá, Phan Thiết, Phú Quý, thời gian dừng hoạt động trong các lần gió giật mạnh hơn 10 ngày. Thứ hai, các yếu tố tích cực hỗ trợ cho thị trường du lịch tại Phú Quốc đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Trong bối cảnh hàng loạt công ty chứng khoán báo những khoản lợi nhuận tăng mạnh, chứng khoán Tân Việt báo lỗ 394 tỷ đồng trong năm 2023. Trong khi năm 2022 lãi 250 tỷ, đây là mức lỗ đậm nhất nhóm công ty chứng khoán trong năm qua. Chứng khoán Tân Việt được biết đến là công ty chứng khoán có nhiều mối liên hệ với ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chứng khoán Tân Việt là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, chứng khoán Tân Việt có hơn 1.600 tỷ đồng tiền bị phong tỏa tại ngân hàng SCB, bao gồm tiền gửi nhà đầu tư phục vụ nhu cầu thanh toán giao dịch chứng khoán và tiền gửi phục vụ các nghĩa vụ thanh toán khác cho khách hàng. Trong số những công ty báo lỗ, bất ngờ lại có sự xuất hiện của một ngân hàng là PC Bank với khoản lỗ gần 5 tỷ đồng trong quý 4/2023. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này báo lỗ trong một quý.
Theo giải trình từ phía ngân hàng này, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khoản lỗ năm vừa rồi là do giảm lãi suất cho vay khách hàng theo chủ trương của chính phủ, trong khi chi phí huy động chưa giảm do độ trễ và trưởng tín dụng của PC Bank tập trung vào tháng cuối năm 2023. Ngoài ra, PC Bank chi trả thù lao cho công tác viên giới thiệu khách hàng vay để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, làm chi phí hoạt động tăng. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thị trường ngân hàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Hai lần tăng giá điện, EVN vẫn báo lỗ lớn năm 2023. Báo cáo mới đây gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trong đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính. Báo Vietnamnet thông tin, mặc dù được điều chỉnh tăng giá điện thêm 3% và 4,5%, nhưng EVN vẫn có kết quả lỗ trong năm 2023. EVN vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính là 17.000 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỷ đồng. Báo cáo mới đây gửi Bộ Công Thương, EVN cho biết tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trong đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính. Trong đó, giá các loại nhiên liệu có giảm so với năm 2022, song vẫn ở mức cao so với giai đoạn 2020-2021. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nước về các hồ thủy điện rất thấp, nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài, tác động đến việc đảm bảo cung ứng điện. Điều đặc biệt, tăng giá điện vẫn không cân bằng được tài chính. Trong khi đó, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục gặp nhiều vướng mắc do các quy định hiện hành còn thiếu đồng bộ, khó khăn trong việc chuyển đổi đất rừng, giải phóng mặt bằng. Kết quả là điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 271,04 tỷ kWh, tăng 3,43% so với năm 2022. Điện thương phẩm ước đạt 252,6 tỷ kWh, tăng 4,08% so với cùng kỳ năm 2022. Sau hai lần điều chỉnh tăng giá điện thêm 3% và 4,5% trong năm nay, giá bán điện bình quân năm 2023 toàn tập đoàn ước đạt 1.950 đồng trên 1 kWh, tăng 68,48 đồng trên 1 kWh so với năm 2022. Việc EVN báo lỗ lớn, tăng giá điện vẫn không cân bằng được tài chính cho thấy ngành điện đối mặt với nhiều nguy cơ trong năm 2024. Dù tăng giá điện, song EVN vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính là 17.000 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản hợp nhất toàn EVN ước tính đến hết năm 2023 là 622.000 tỷ đồng, bằng 93,4% so với năm 2022. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 206.000 tỷ đồng, bằng 91,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tập đoàn này nộp ngân sách 21.000 tỷ đồng. Theo tập đoàn này, dù nỗ lực tiết giảm chi phí, giá bán lẻ điện được điều chỉnh hai lần nhưng vẫn không thể bù đắp được chi phí mua điện tăng cao, nên năm 2023, EVN không cân bằng được kết quả sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.